đầu tiên lên cho anh em một bộ mic ru. Đó, mic này đầy đủ phụ kiện một tay hát top thì mic Shure nha anh em, nó Shure U820 một tay. Đó, có chống lăn luôn. Dây dây dắt 6 ly hai đầu, dây mới luôn nè. Dây nguồn, đó, đầy đủ phụ kiện anh em về cắm là hát à. Bộ này giá 450.000 cộng ship. Một tay. Thì dòng Shure này hát cũng nhẹ lắm nghe nè. Bây giờ test alo bộ mic Shure 820 nghe nè. Rồi mở điện lên. Đó, dặn ra của cái von mic lên luôn. Alo. Cái tai này là nó nằm bên đây nè, bên đây nha. Alo. Rồi mic alo top nghe anh em. Anh em nào xem thấy ưng ý thì liên hệ mình. Bộ này 450.000, đầy đủ phụ kiện, mua về gắn vô là hát cũ nhưng còn dùng tốt. Ở đây là nó có một cái điểm, cái chân pin nó hơi đen tí xíu nhưng mà gắn vô nó vẫn xài tốt nè. Chân này hơi đen tí, gắn vô vẫn hát bình thường. 4,5 triệu anh em, giá rẻ luôn ha. Alo. Rồi nói chung bộ này hàng bình dân, anh em mua về chữa cháy, 4,5 triệu đầy đủ phụ kiện, về ghép là hát. Rồi bây giờ mình sẽ quay hình thức con máy ngày hôm nay cho các bạn xem. Âm ly Gunet nè. Gunet là thương hiệu đến từ Hàn Quốc nghe anh em. Hàng Việt Nam mình, công ty ở Việt Nam nhập về. Do sóng nhạc nè, tem 7 màu nè. Xe tem 7 màu của sóng âm thanh nha anh em. Và cái mã con này là BA303XG Bluetooth. Thì cái bản mà cái mã model này là nó có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì con hôm nay về màu đen nghe anh em. Đó, sử dụng Eco là Digital Eco kỹ thuật số. Đó, hình thức máy là nắp đầu riêng, không có sơn tuốt gì nghe anh em. Tàn phai lai gai nhẹ một vài chi tiết nhưng mà còn được thì để luôn ha, để ghim mộc mạc. Em này sở hữu một cái công suất là 300W, đánh được lo 4 bơm. Công suất tiêu thụ tổng là tới 650W nè. Con này thì sử dụng 4 sò kiểu như là sò đại Schenken 2 vít 1 min. Ở đây các bạn thấy Made in Korea, hàng nhập chính hãng. Và con này sử dụng hai dòng điện luôn, 110 và 220. Anh em để 220 mà cắm điện bình thường ha. Có cầu chữ U và đường tín hiệu AB vào thì ở đây. Còn mấy cái tem này nó hơi bay tí nha nè. Tem này bằng giấy. Đó. Ở đằng trước nè. Chân máy cũng còn sạch sẽ ha. Rồi gỡ ra xem bên trong. Những cái dòng này mình sử dụng cho mà mục đích karaoke là rất là hay. Anh em ghép một cặp loa bass 25 gia đình là những cái con này là nó quýnh, phải nói là rất là ok rồi. Thì có máy tình trạng hoạt động tốt và hát hò cực chuẩn. Anh em mua về chỉ việc ghép lo, gắn tín hiệu vô là dùng. Ở đây là máy chúng ta sử dụng tăng phô vuông và được bọc chống nhiễu nè. Con này bọc cái mã cái vỏ màu vàng nghe nè. Nó vỏ sắt xi. Cục này thì 650W đựng nè. Rồi đến phần công suất của chúng ta. Công suất thì sò nguyên zin nha anh em. Sò ở đây Schenken A1215 và này và C292 cái này cái chữ nó mì chia 2921.
không? Nhìn vô không thấy nữa nè, con dính cái gì nè. Ở này mình C2921 và A1215 nghe nè. Schenken 2 bit thì máy men là tình trạng zin nguyên, chưa hay sửa linh kiện nào nghe mọi người. Hình thức thì cũng cũ cũ tí xíu, nhưng mà những cái dòng này thì xài rất là bền, tại vì nó là hàng nhập, hàng chất lượng cao. Ở đây sử dụng cặp tụ Epsilon và 63 10.000 UF nè. Cặp tụ này quýnh một cặp lo căng cho một cặp lo bass 25 mà lo xịn nha anh em. Còn lo mà điểu điểu thường thường thì lo 3 tắc 4 tắc thì con này quýnh bình thường. Đó, con 51 là đánh căng căng đét à. Đây chip Quang Huyền Thoại 50195 M5195B ở hàng zin nha anh em. Rồi phần ghề từ trên xuống dưới liền lạc, không lai vô nào. Đặc biệt con này volume đều zin hết nha anh em, zin hết, thay đúng một con volume tổng này thôi. Đó, nó nhanh gọn vậy cho anh em nắm ha. Máy chúng ta zin toàn tập thay volume một con một à. Rồi hình thức máy cũng còn tương đối ok. Thì bây giờ lắp vô và test cho mọi người nghe chắc âm. Rồi bây giờ lên nguồn test cho các bạn nghe nè. Gunet 303XG bản Bluetooth. Đó, mở nguồn lên nghe tiếng relay đóng rồi ha. Rồi lên nhạc thôi à. Như thế thì cái này là mình test phần nhạc có lời á, mình đẩy hai con này lên ốc phê mình nghe nó mới rõ nghe anh em. Rồi ở đây thì tiếp đến mình sẽ test phần vang echo cho anh em nha. Rồi dừng nghe điện thoại các bạn, tiếp đến test phần micro cho anh em nghe thử nè. Thì micro con này sử dụng chip 50195 tạo cho cái tiếng ca chúng ta rất là chuyên nghiệp và nó dễ hát. Rồi dặn ra lên ha. Alo, 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 alo. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, alo, 1, 2, đó, âm thanh vang là tuyệt vời nha anh em. Những cái dòng này mình ca là không chê được. Hàng này là hàng nhập nên chắc âm mình hát là nó đương nhiên nó phải hay hơn hàng ở Việt Nam mà nghe anh em. Alo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo, 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 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 2, 2, 2, alo, alo, 3, 4, 5, 6, 7, alo, alo, alo. Thì cái con này tình trạng chạy tốt và men công suất zin về zin volume luôn, có hai một con thôi nghe anh em. Anh em nào xem bưng nhãn alo mình.
Ở đây cái quạt nè anh em giờ. Khi mà mình ốp nhạc, ốp nhạc là cái quạt nó tắt, thấy không? Nè, dặn ga nhạc lên là cái quạt quay nè. Điểm đó là hay, cũng rất là hay ha. Chúng ta hát máy thì máy nó quay, còn không hát là nó không quay. Như mình dặn ga lớn thì nó sẽ quay cái quạt lên. Rồi, tình trạng máy ok hết, anh em nào ưng ý liên hệ mình. Con này giá 2 triệu nha anh em, 2 triệu cộng ship. Anh em chốt có cọc cho em. Rồi, cảm ơn, bye bye.